Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên bố từ chức giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam. Có lẽ đây là một trong những mong ước lớn nhất của rất rất nhiều người Việt Nam. Trong ngày 1 tháng 4 năm 2019, điều mà nhiều người dân nói với chúng tôi qua các cách thức liên hệ và những phản ứng trên các trang mạng, chúng tôi nhận thấy rằng việc giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ bỏ tham vọng quyền lực là một trong những điều mơ ước của toàn dân. Tuy nó chưa xảy ra, nhưng đó là điều nếu xảy ra, người dân sẽ mở tiệc ăn mừng. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ có thể được khắc ghi vào sử sách như ông từng mong muốn. Còn nếu ông tiếp tục cầm quyền, tiếp tục duy trì chế độ độc đảng độc tài, thì khi sa cơ lỡ vận, ông có thể sẽ phải nằm trên giá treo cổ. Người dân Việt Nam ở trong đất nước, trong quốc nội, hôm nay đã chứng kiến quá nhiều. Ngay cả lớp dân quê cũng biết nhiều, hiểu nhiều, đồng thời cũng đã lường trước được những gì sẽ xảy đến cho đất nước cùng dân tộc này. Người dân Việt hôm nay, dù là trí thức, sinh viên, học sinh, công nhân, nông dân, tiểu thương, buôn bánh, bán gương, bất luận họ là ai, sống ở thành thị hay thôn quê, đều nói với nhau rằng nước Việt, dân Việt ta đã nô lệ cho Tàu. Vâng, đất nước của chúng ta đang đứng trước thảm họa diệt vong và giặc phương Bắc đang ngày đêm rình xé. Mới đây, họ đã chiếm đạo Thị Tứ, đánh và tiếp tục có những hành động để nhằm hợp thức hóa việc chiếm giữ đạo này, cũng như nhiều đạo khác ở Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng Bộ Chính trị dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra là những kẻ bất lực. Họ chỉ có thể nói miệng với nhau mà không dám làm gì. Vì vậy nên những kẻ này có xứng đáng làm lãnh đạo của một đất nước anh hùng, trải qua bao nhiêu cuộc chiến, trải qua bao nhiêu kẻ thù nhưng vẫn toàn thắng. Một dân tộc Việt Nam vốn anh hùng, kiên cường, bất khuất, vậy mà khi đối diện với một thực tại là những kẻ xâm lược phương Bắc trong một thời đại bùng nổ công nghệ thông tin thì lại biệt miệng làm thinh. Cái lỗi này không phải là do người dân, dĩ nhiên chỉ là một phần thôi, nhưng lỗi chính yếu là do đảng cầm quyền, đảng nhung dưỡng đã làm cho người dân Việt Nam trở thành những con rối, những kẻ luôn bị sai khiến và làm nô lệ trong chính tư duy của mình. Nhưng từ trong thâm tâm, người Việt Nam vẫn là người Việt Nam mang dòng máu đỏ da vàng, yêu quê hương, dân tộc, gắn bó với câu ca và những mái đồng quê và bao nhiêu cảnh vật yên bình của một đất nước dù đã trong thời đại công nghệ thông tin có nhiều thay đổi. Nhưng người Việt Nam, người dân Việt ở quốc nội hôm nay đã chứng kiến quá nhiều những nỗi đau và ngoài những đạo luật độc tài độc quyết như điều 4 trong hiến pháp đã khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan lãnh đạo toàn diện và triệt để. Luật đất đai, luật bầu cử, ứng cử, luật an ninh mạng, luật hình sự, mà nhất là mật nghị thành đô năm 1990, với mục đích ngầm bán nước để quỳ lạy thiên triều Tàu Cộng, để được ban ân huệ, được làm thái thú, mà đất đai bờ cõi, vịnh, biển, đảo ngày càng mất dần cho giặc cùng phương thức dồn dân vào trong ách nô lệ đã ngày càng hiện rõ một cách tiềm tiến như phương thức luộc ích từ từ. Ngày 1 tháng 4 người ta gọi là ngày quốc tế nói dối, đó là dành cho những nước thường xuyên nói thật. Nhưng ở Việt Nam, hãy thử tìm xem một ngày nào các viên chức công quyền, các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nói thật cho dân nghe. Vậy nên bây giờ là ngày chúng ta cần nói thật chính cái mong ước của người dân, đó là Đảng Cộng sản cần phải được giải thể và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cần phải leo lên giá treo cổ. Họ xứng đáng với những tội của họ đã gây ra cho dân tộc này khi biển đảo quê hương đang dần rơi vào tay giặc, đất liền cũng như nhiều bệnh tật và một xã hội không thể yên ổn cho dù vắng bóng tiếng súng đã 44 năm. Những cá nhân và tổ chức đấu tranh sẽ phải chịu những bản án nặng nề theo chỉ thị của Trung Cộng
còn khối đông dân chúng thì sẽ bị ép vào cảnh khốn cùng đầy nhũng nhiễu và oan nghiệt bằng nhiều hình thức kinh tế, đời sống, văn hóa, giáo dục, nhất là phương tiện triệt tiêu mức phản kháng bạo quyền, cùng làm nhục ý chí tinh thần yêu nước, tự hào nòi giống. Qua bao vụ việc thần phục tàu cộng vô cùng tệ hại như các hiệp thương về đất đai, các hiệp thương về vịnh biển, các dự án bô xiết Tây Nguyên, các nhà máy như Vũng Áng, Nhiệt Điền, cho thuê rừng, dân đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bình Dương, miền Tây Nam Bộ, nay lại đến Bình Thuận cùng các tỉnh thành còn lại của đất nước, nhất là những tỉnh miền Tây, rồi cũng sẽ dân dần cho giặc để toàn bộ Việt Nam sẽ là một huyền lì chư hầu. Người viết sẽ trưng những bằng chứng và những chứng cứ này ra đã được người dân mục kích là ở Quảng Bình, Nha Trang, Lâm Đồng, đã tràn ngập người Tàu đến mức từ Trung Quốc ai cũng nghe cũng thấy. Ở Bình Thuận như Hàm Thuận, Nam Xuân An thuộc huyện Bắc Bình, bọn Tàu đã mua các khu đất trồng thanh long, và những nơi này mỗi một tên Tàu chúng lấy một vợ, hai vợ, thậm chí nhiều vợ và sinh con, dĩ nhiên là mang theo họ Tàu. Chúng ép hoặc dụ dỗ những thiếu nữ độc thân hay ngay cả những phụ nữ đã có gia đình, có chồng con. Thanh niên Việt giờ đây đã rất nhiều người nói với nhau rằng thôi thì đi vượt biển qua Úc xin tị nạn để không thấy cảnh đau lòng, chứ còn ở Việt Nam ngày nào nhìn thấy vợ mình bị ép lấy Tàu nhục nhã và đau đớn lắm. Nhiều năm trước đây, người viết đã cảnh báo vì lường trước sẽ có thảm cảnh như ngày hôm nay, mà một trong những chương trình cho mưu sách là Tàu Cộng sẽ ưu tiên cho thanh niên đàn ông Tàu sang Việt Nam lấy vợ. Con số đàn ông Tàu sang Việt Nam có thể lên tới hàng chục triệu người, cũng như sẽ sinh thật nhiều con cái mang họ Tàu, họ Hán. Hầu Mật Nghị Thành Đô Thiên Triều sẽ thị trì cho đám thái thú ra những thứ luật cần thiết như luật nghĩa vụ quân sự, luật cưỡng bách lao động, luật kinh tế. Thanh niên gốc Việt sẽ là đám lao công tận các nông trường hay tận rừng sâu núi thẳm, có sự kiểm soát gắt gao của công an Tàu và khó có cơ hội lấy vợ. Khối lao công khổ sai này sẽ chết dần chết mòn nơi rừng sâu nước độc và cũng sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào để phản kháng, ngoài chuyện phải sống như những con thú biết nghe theo sự cai toàn của khổ chủ. Số thanh niên khác thì được ưu ái hơn là cho đi làm lính Trung Nam Hải, và dĩ nhiên là những đoàn quân đầu bị nướng trên các chiến trường. Sau giai đoạn năm 2040-2050, khi Mật Nghị Thành Đô được Bộ Chính trị Trung ương Đảng, những tên thái thú có bổn phận tiếp tay nối giáo để tiến trình của Mật Nghị sớm được đưa vào hoàn thành và Thiên Triều Trung ương Bắc Kinh sẽ cho trưng cầu dân ý để chứng minh và công bố cho cả thế giới thấy rằng chính người dân Việt Nam muốn sáp nhập vào mẫu quốc Trung Hoa. Cuộc trưng cầu dân ý này, Trung Cộng sẽ mời thế giới giám sát hàng hoi và Tàu Cộng sẽ thắng về mặt pháp lý. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tìm mọi cách trí trá để biện luận cho sự phản quốc một cách cực kỳ khốn nạn và ngu xuẩn của mình, và cho rằng tác giả bài viết này hoàn toàn cường điệu. Nhưng những gì tác giả viết ra đây là sự thật, và sẽ là sự thật. Đại họa đã đến, cũng như sẽ tiếp tục đến, từ những đại nạn vô cùng hiểm nguy cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Sự cảnh báo này rất quan trọng. Tất cả còn lại là thái độ và sự quyết định của toàn dân ngày hôm nay cho một tương lai đất nước Việt Nam trước khi không còn cơ hội, trước khi rơi vào tay giặc Tàu và hoàn toàn chìm nghiệm trong sự cai trị, sự bóc lột. Hãy nhớ, với người dân Trung Quốc mà họ còn đối xử một cách tàn ác, thậm chí dùng cả xe tăng cán nát trong vụ Thiên An Môn, thì với người dân Việt Nam, những người mà đang thách thức và luôn là kẻ thù của họ, họ sẽ đối xử như thế nào? Bài học nhãn tiền đó vẫn chưa đủ chúng ta sáng mắt, thì hãy nhìn cái cách mà người Tàu đang ép các cô gái Việt Nam trong các đồng đỉ, hay lựa chọn người dân Việt Nam, hay tình cảnh một thanh niên Tàu cưỡng dâm biết bao nhiêu cô gái Việt Nam và rồi không ai đưa ra xét xử. Những điều đó cho chúng ta nhận ra một thực tế đau lòng là người dân Việt Nam đang bị khinh rẻ,
bán rẻ trên chính quê hương dân tộc này. Vậy những kẻ lãnh đạo như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân có xứng đáng là những người cầm quyền đất nước hay chăng? Hay nó chỉ đơn thuần là những kẻ bóc lột dân, làm cho người dân thêm cơ hàn về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất? Nếu ông có bị xét xử, có bị treo cổ, có bị giết chết đi nữa, thì người dân, nhất là những người lao động chân chất, họ sẽ vui mừng vì từ nay họ sẽ thoát được một kiếp nạn mà lâu nay vẫn bám, vẫn trù vào trong đời sống của họ. Bản tin ngày 1 tháng 4, ngày cả tháng 4, ngày quốc tế nói dối của người dân Việt Nam và toàn thế giới mong ước được thành sự thật và mong ước được thấy những kẻ gây ra tội ác cho dân tộc, cho đất nước sẽ sớm phải trả giá đắt. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình của Vox TV. Xin hãy giúp chúng tôi chia sẻ cho nhiều người được biết hơn.